nè, viên trùng cái miếng này nó dày lắm nên là mình lấy cái dao giấy á, đây nè, dao hộp giấy nè, cắt cái ra, cắt cái miếng này nó dày nè, còn cái miếng màng kia nó mỏng lắm, này với bạc thì nó giữ đông cho nên là cái cục trùng nó đỏ nè. Xuống này là nó tụi nó lụm lụm nó ăn hết. Cục trùng đỏ kìa.